truyện tích thứ 73, chuỗi hạt mân côi với trung tâm hành hương Mễ Du, Nam Tư. Lịch sử và địa lý làng Mễ Du ở Nam Tư thì ai cũng biết, vì đây là nơi hành hương đứng thứ ba thế giới hiện nay. Ngoại trừ Fatima, Lỗ Đức thì phải kể Mễ Du là nơi mà ngày nay đã có rất nhiều người Công giáo khắp năm châu đến đây kính viếng Đức Mẹ. Có một điều rất lạ là Đức Mẹ đã hiện ra từ ngày 24 tháng 6 năm 1981 cho đến nay mà vẫn chưa chấm dứt. Đó là một sự kiện vô cùng lạ lùng. Do đó mà nhiều người đòi hỏi phải có sự công nhận của Hội Thánh. Sở dĩ Hội Thánh chưa mở cuộc điều tra là vì Đức Mẹ vẫn còn tiếp tục hiện ra. Khi nào chấm dứt cuộc hiện ra thì lúc bấy giờ Hội Thánh mới cho mở cuộc điều tra. Tuy nhiên, với những sự kiện vô cùng lạ lùng như vậy, Hội Thánh khôn ngoan cũng không phủ nhận và cũng chưa xác nhận, là vì Tòa Giám mục ở Mostar lên tiếng chống đối. Nhưng theo cha Laurentine, nhà thánh mẫu học, thì quả quyết là sự kiện Mễ Du là có thật chắc chắn 100%. Các em có tên sau đây đã được Đức Mẹ hiện ra tại đồi Bokro: Jacob Koller 10 tuổi, Ivan Rajikovic 16 tuổi, Vida 17 tuổi, Ivica 15 tuổi, Mirjana 15 tuổi, Maria Polovic 15 tuổi. Khi hiện ra với các em, Đức Mẹ chỉ xưng danh Ta là Mẹ Thiên Chúa và hứa ban hòa bình tự do cho nhân loại. Hòa bình sẽ được ban cho nhân loại với điều kiện người ta phải sống bằng đức tin, ăn năn sám hối cầu nguyện và năng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Nếu đem so sánh với các lần hiện ra ở Fatima, Lộ Đức thì sự hiện ra tại Mễ Du là hơn 1.000 lần cho đến nay mà vẫn chưa chấm dứt. Người ta đã đổ về Mễ Du hành hương quá đông đúc, cho đến nỗi đã biến làng này trước kia rất là nghèo nàn, nay đã trở thành một nơi thị tứ sầm uất phục vụ cho khách hành hương. Sự biến đổi của những người hành hương cũng thấy rõ. Trước kia họ sống khô khan, nguội lạnh, thì nay trở thành đạo hạnh sốt sắng biết đọc kinh lần chuỗi mân côi. Năm 1983, có hơn 10.000 thanh niên đi chân không đến Mễ Du hành hương ăn chay cầu nguyện. Có nhiều người chưa biết chuỗi mân côi là gì, nay đã đeo chuỗi mân côi ở cổ và lần hạt chung với nhau tại nhà thờ và tại gia đình. Theo một linh mục dòng Chúa Cứu Thế cho biết, thì ngay trong công viên nhà thờ có tượng Đức Mẹ Hòa Bình được cung kính dựng lên giữa một vườn hoa đầy màu sắc. Người ta khắp năm châu đã đến đứng quỳ chung quanh lần chuỗi mân côi rất sốt sắng. Thường thường cứ 5 giờ chiều mỗi ngày, người ta lại tụ tập đông đủ để lần hai chuỗi mân côi, năm sự vui và năm sự thương, rồi năm sự mừng để kết thúc thánh lễ và tạ ơn. Nói tóm lại, bất cứ đi đâu, lên núi thánh hay đi dự thánh lễ ở bất cứ đâu, những người hành hương đều lần hạt kính Đức Mẹ, và họ đã được nhìn thấy rất nhiều phép lạ ở đây. Đấy là những kết quả hết sức tốt đẹp do chuỗi mân côi mà Đức Mẹ đã ban cho con cái Mẹ khi đến hành hương tại Mễ Du này. Lời bàn: có một sự rất lạ lùng là ở các nơi khác như Fatima, Lộ Đức, La Vang thì Đức Mẹ chỉ hiện ra một thời gian rồi thôi. Còn ở Mễ Du cho đến nay, Đức Mẹ đã hiện ra hơn 1.000 lần mà nay vẫn còn tiếp tục hiện ra. Có thể nói hiện nay, Đức Mẹ đang cùng sống chung với nhân loại tại Mễ Du. Các vị thụ khải đã nói rằng, Đức Mẹ hiện ra cho đến khi nào có một dấu chỉ xảy ra thì Đức Mẹ mới chấm dứt việc này. Vậy dấu chỉ đó là gì? Đó là điềm báo một việc quan trọng sẽ xảy đến với nhân loại. Khi nào dấu chỉ xuất hiện thì sẽ có điềm báo trước cho biết.
để hết thảy chúng ta ngay từ bây giờ ăn năn sám hối và lần hạt mân côi và cầu nguyện. Amen.